Mới đây thì kênh truyền hình Sky History đã công bố những dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga được cho là có liên quan tới năm 2023. Theo nhà tiên tri thì trong năm 2023, một cơn bão mặt trời sẽ tấn công trái đất với quy mô chưa từng thấy trên thế giới. Một nước lớn sẽ thực hiện nghiên cứu vũ khí sinh học trên người và kết quả của nghiên cứu sẽ dẫn đến hàng ngàn người sẽ thiệt mạng và sẽ có một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân. Cũng theo dự đoán của bà Vanga, con người sẽ lớn lên trong phòng thí nghiệm vào năm 2023. Đặc biệt, một trong những lời tiên đoán đáng sợ nhất đó là chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh trên trái đất. Theo lời tiên tri này, thế giới có thể bị bao phủ trong bóng tối. Bà tuyên bố rằng hàng triệu người sẽ thiệt mạng nếu như mà người hành tinh đến thăm trái đất vào năm tới. Bà Baba Vanga, người Bulgaria, bị mù từ năm 12 tuổi và được tin rằng sở hữu khả năng tiên đoán tương lai. Bà đã dự báo đúng về thảm kịch Chernobyl, cái chết của công nương Diana, sự tan rã của Liên bang Xô Viết, vụ tấn công ngày 11 tháng 9 trên thỏa thuận đôi ở Mỹ, cũng như sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.